Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái xuồng mới, đó là cái xuồng GTA 6, có nghĩa là phiên bản sau của GTA 5. Và GTA 6 bây giờ nó đang có những cái gì? Nó đang rất là nổi trội trên thị trường. Và hiện tại chỉ có PS4 mới đang có là GTA 6 thôi, trên PC thì chưa có. Và GTA 6 thì nó sẽ có thêm thành phố Las Vegas, những sòng bài lớn và nhiều thành phố khác, nhiều job khác, nhiều mission khác, rất là nhiều thứ để cho các bạn có thể trải nghiệm ở trên phiên bản GTA 6 đang chuẩn bị ra mắt. Và hiện tại thì bên mình đang đang edit về đồ họa của GTA 6, đồ họa của nó rất là căng. GTA 6 thì những cái máy cấu hình yếu hay cấu hình trung bình thì thật sự là không thể trải nghiệm được cái GTA 6 này. Các bạn phải có một con cấu hình cao. Các bạn có thể inbox tới fanpage HT Computer của bên mình thì bên mình sẽ tư vấn cho bạn về cấu hình chơi con GTA 6 vừa tầm để cho các bạn có thể trải nghiệm nó. Còn về GTA 6 thì các bạn có thể đăng ký trực tiếp tại fanpage hoặc fanpage thư viện YouTube hoặc kênh YouTube của chính mình, hoặc các bạn có thể đăng ký tại trang Facebook cá nhân của mình là Trần Văn Phong, thì các bạn có thể đăng ký để được trải nghiệm GTA 6 trên Filmer. Còn bây giờ mình và các bạn sẽ đi xem thêm GTA 6 nó có những cái gì nhá, hay ho nhá. PEGI 12. On the city with me, Jessica Adams. Next up, it's a big day for justice. Convicted cop killer and international smuggling kingpin, Charles Jericho, faces sentencing later today. Today is a good day. Today the feds are giving me a parade across town. So, we straight? On everything except the price. We agreed on 20. You mumble a little bit, Rufus. 25. I'll let you know what the touch of a woman feels like. I'm asking 30. You got 30 more years in here.
I'm asking 30 million. It's not a hard choice. Fine. Tanner, you copy? Tanner? Tanner, this is Tanner. I got him. Everybody back off. Driven the streets of 100 cities to catch criminals. But Jericho is a different beast. I've always sworn I'd drive to hell and back to take him down. Looks like I just got my chance.